Vâng, xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay thì mình sẽ quay trở lại đó chính là Zanshua. À, gặp ngay thằng Tranh Lan rồi anh em ơi. À, gặp ngay thằng Talon này, trẻ trâu Tranh Lan của tôi. Không xong rồi. Rồi tôi lan cái. Để cho tôi solo với thằng Zanshua này cái. Ui, tính chọc con lính đâu mà cũng không cho nữa. Rồi chúng ta sẽ có hai người ở đây luôn. Kia được support. Có nhai đấy. Địch luôn. Kia hồi máu vậy. Ông kia chưa mua đồ luôn kìa. Ông Blitz kìa. Ông mẹ tếu vãi. Ây da. Blitz chưa mua đồ kìa ông ơi. Mày lên đây. Tôi chém cho ngu người. Rồi nó kéo mình rồi anh em ơi. Con này láo lắm. Ui đâm nó anh. Không hợp thì cứ đâm. Talon sắp hết máu rồi anh em ạ. Anh ta cũng hết Talon sắp hết mana rồi. Nên mình nghĩ anh ấy sẽ đi về thôi. Ham sử dụng bình máu nữa. Về đi ông ơi. Ta mới còn 4 lính thôi. Tôi farm hết của ông mà. Cố Tranh Lan làm cái gì. Cần hai bọn này luôn. Cần hai bọn này luôn nha anh em. Tầm 3 cái thằng Zanshua này. Mày ở đây, mày lên, mày lên. Nữa đi. Mày chết rồi nha. Hi hi hi. Ui nó còn tốn thêm cả tốc quyền nữa. Lợi quá. Ui. Không chơi nữa, không chơi nữa. Đùa mà. He he. Thằng này nó bị ngáo ngơ anh em ạ. Nó còn ngủ quá hay sao anh em ơi. Chúng ta đã có triple kill rồi. Em ăn 4 mạng thì mình ăn 3 mạng rồi. Xanh rồi, xanh rồi. Xanh chuối, xanh chuối. Thì hôm nay thì mình sẽ chơi Zanshua lên theo kiểu 6 tam hợp kiếm nha anh em. Thì có rất là nhiều anh em yêu cầu mình chơi kiểu Zanshua lên đồ theo kiểu này. 6 tam hợp kiếm. Đấy. Cho nó chất luôn anh em. Thôi đi về nào. Thân lo mấy vấn tìm mít làm gì vậy ba. Trẻ trâu à. Sẽ mua cái giày, sau đó thì mua hai cái dao găm. Dao găm thì chúng ta sẽ mua được cái nanh gì đấy. Mình quên rồi, nhớ tên mất rồi. Tôi solo với anh ông Zanshua này cái. Trong khi đấy thì Virus đối đầu với cả The Raven. À này ăn bãi chim của tôi à. Có ăn không? À đang ăn à. Phát bài liền. Mày này. Thôi. Cầu màu thế là nó phải đi về rồi anh em. Đó thì chúng ta ra farm thôi. Dâm ba cái thằng Zanshua này. Zanshua qua bồi rồi. Qua bồi với Edpicker. Tích Nguyệt. Mày. Ăn chém liền. Ây da. Đó hơi chậm. Ta vẫn phải hất bị hất tung. Bê rồi. Rời trận à. Mày không về đi. Mới level 4 thôi. Trời tôi cho chết ở trong đây bây giờ. Mày lả lướt này. Lả lướt. Chọc ngu người mày bây giờ. Này sắp chết với mình rồi anh em ơi. Không ham. Bình tĩnh thôi, chúng ta cũng giết được mà. Thôi đi về. Để anti mình sợ nó lại không chết.
cho nên là cứ an toàn là chắc là anh em. Cứ bình tĩnh mà chơi thôi. Thằng này đi về rồi, mình sẽ đi đẩy trụ của nó. Đẩy nát trụ luôn. Mình đang mang cái bảng bước chân thần tốc ấy, cho nên là nó rất lợi. Mình thấy cái bảng này nó có cái lượng hồi phục rất là nhanh. Rồi xong này. Này đang phế hơn mình rất là nhiều luôn. Láo. Rồi nha. Dạ, ông chết rồi. Đấy chứ anh em, từ gì mà mình cũng phải giết được nó thôi. Cho nên là cứ bình tĩnh thôi. Giết được là cái chuyện bình thường rồi. Ta sẽ đi ăn bãi này. Ui, ông chơi cũng chưa. Đắn đau vậy. May là lên là cấp độ 8 rồi. Thôi bây giờ mình sẽ đi về vậy. Chúng ta sẽ mua cái nanh. À cái kim chích. Kim chích xong rồi mới đánh nanh đi đúng không anh em? Quên mất. Mua cái thủy kiếm luôn đi. Tuy là không có cái lượng mana nhưng mà mình vẫn thích lên thủy kiếm. Vì nó trong tập hợp kiếm cho nên mình sẽ lên hết. Thấy được cái thủy kiếm này thì anh em chọc phát đầu tiên thì nó rất là đau luôn. Giống như ông Fira kìa, anh ta đã lên cái thủy kiếm đầu tiên. Ông buồn lít, mẹ lại lên đây làm gì? Cần hai chúng mày luôn. Đấy à. Sắp có tị. Ui. Bình tĩnh, bình tĩnh. Có đây nó, quả đấy nó hất tung mình lên phát nữa là. Với lít nó hất tung mình lên phát là nó anti luôn là. Éo ổn. Bình tĩnh mà chơi thôi. Chuyện đâu thì có đó. Mấy tên này cứ giận. Mẹ giống kiểu cứ thấy đéo nào anh em ơi. Thật đần ấy. Nếu phải đùa đâu nhưng mà nó kiểu gì ấy. Hài vãi. Chúng support cho AD thì cũng support. Chắc kiểu giận nhau rồi. Rồi xong. Chết vai đất trong trụ luôn kìa. À nhưng mà bị trụ bắn cho nên là anh The Raven đã không thể nào mà thoát chạy được. Ia. Thằng Blitz này, ra để chúng tôi solo nè. À anh ta đã tung ra cú kéo đầu tiên. Sau 30 năm. Dạ, không có tung được kìa. Đâm nó. Ây da, ông kêu nó ăn được vậy. May mắn này tôi ăn được ấy. Ông kia ăn hơi nhiều đấy. Cái nhân vật chính là mình mà mẹ ông ăn hơi nhiều. Nó hơi sai. Mẹ ông này chưa rồi, ông này bị ăn ké ăn trụ đầu của tôi rồi. Ông này ăn ké trụ đầu chứ. Đẩy trụ từ nãy đến giờ. Mày ra nó ăn ké mất. Có bùa đỏ không? Không có bùa đỏ. Rồi 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 rồi. Cho hai anh em lại đánh nhau đi. Nếu như mà Direct thua thì mình sẽ ra hỗ trợ. Thôi ra ganh luôn đi. Đây ớt mẹ thấy có nhai đấy. Rồi xong. Úi trời ơi. Ui đừng thấy nha. May là nó không thấy đấy. Vâng mà mình đã hoàn thành được cái tam hợp kiếm đầu tiên. Mà mình chưa chết mạng nào cả. Ui bật kìa.
Yasuo thêm bạn không thọ 7 đâu, phải đùa đâu nha. Mình mới chỉ thông thọ 5 mà thôi. Mà solo ông Yasuo thông thọ 7 này vậy là cũng ok rồi. À mày lên đây. Ông lại chết rồi. Để chơi trêu đùa với ông một chút thôi. Ok. Có anh em nào có ý tưởng gì hay thì hãy comment phía dưới cho mình biết nha anh em. Cũng như là anh em nào có anh em là chưa like và đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nha anh em. Lướt quá tay nó bay con mẹ nó ra ngoài luôn. Kiểu này mẹ giống kiểu như mình đang mẹ biết bay ấy. Không có cánh nhưng mà mình vẫn biết bay. Kiểu lướt nó nhanh nhanh ấy. À chú mày làm cái gì đây? Ăn trộm sứ giả à? Một thằng. Tôi sẽ ăn con nốt con sứ giả này. À để chạy về đây à? Ăn sứ giả nhanh nào. Đừng. Đưa ăn sứ giả của tôi. Mày quá. Mày rất là đẹp trai. Không cướp là không cướp mà. Tốt bụng quá. Chúng ta sẽ đi ăn blue thôi nào. Lôi à, tính qua đây lôi blue của tôi đi à. Mơ đi ông ơi. Xin thì vào đây tôi cho. Không có chịu phải cướp giật đâu đây. Trộm cắp nó quen tay đi. Cái đốt kiểu này rất là phê luôn anh em. Kiểu mình đang kiểu biết bay ấy. Tí cho anh em xem mẹ kiểu lướt đi mẹ. Mắt nhanh luôn. Lướt như bay. Đây đây. Sẽ biểu diễn nhẹ cho anh em xem nhé. Mày chạy đi đâu hả con? Cơn gió này. Quá dễ dàng. 8-0 rồi. Làm sao? Ông kia làm sao? Ủa thế bạn đi ăn rồng vậy? Thằng Lê Xin thế bạn nó chỉ đi ăn rồng rắn các thứ. Ăn sứ giả các thứ. Ít gánh đấy. Trong khi đấy thì Yasuo thế bạn đã đi súng bot vào gánh. Và lấy đi cái trụ của mình rồi. Rồi nha. Mày này. Rồi chúng ta sẽ đi solo với cả Fiora nhé anh em. Thằng ba cái thằng Fiora này. Mày vào đây. Solo mày. Chưa gì đã chặn rồi. Mày nha mày. Mày nha mày. Đi anh em. Bước như bay ấy. Cảm giác rất là phê. Nào mày lên đây, mày lên đây. Về thôi. Chúng ta sẽ về nhà tiếp tục mua đồ. Mày tiếp tục mua cái bố gỗ này. 30% hồi chiều. Vậy là quá đủ cho e không dây rồi. Rồi chúng ta sẽ di chuyển ra mid. À, Yasuo này tiếp tục ăn à? Đã bắt bài liền. À gì? Ui rồi. Tôi sẽ ăn nốt con này. Không để dư thừa được. Của đồng bát, đồng bát. Đồng quá anh em ơi. Mấy ông nào về top về lan hết đi nào. Chúng ta mít chơi làm cái gì. Tiếp tục phạm. Farm để lấy tiếng. Hiện tại mình đang farm hơn thời gian đấy anh em. 16 phút farm 170 lính. Anh em thấy không? Ôi giời ơi ông này. Boom. Ông kia mẹ cố lao vào để ghét nữa.
Ui, mắt sứ giả sắp hết, mình sẽ phải thả ra ở đây thôi. Thả ra cho nó cắn. Lướt qua lướt lại. À, bàn solo kìa. Tôi cứu cho ông nhá. Talon ông vẫn ăn được kìa. Không hiểu luôn. 6-3. À, vẫn là thua tôi cho nên là không sao cả. Mình nhìn nhân vật chính cho nên là phải tỏa sáng. 10-0 rồi đây này. Nhanh có blue. Chúng ta có 40% buổi chiều. Đừng ghét, đừng ghét. Đù. Cái S xong lại còn khoe thông thạo. Làm gì cái S được thứ hai. Khoe thông thạo lại nè. Cho ông chết đi nha. Tạm biệt anh. Thì sẽ để cho ông này chết chứ. Né này. Ây ạ. Ây da da. Đi giết thằng này đi. Ây da. Chết mất tiêu luôn. Ây ạ. Không ăn kịp. Vãi thật. Hơi bóp dài thì còn sao, kết thúc cái F blue của tôi là cái gì? Ai bảo cái F blue của tôi. Cứ để cho ông chết mình luôn. Thôi về nhà mua đồ tiếp. Sắm đồ, sắm đồ. Chúng ta lên được hai cái rồi. Tiếp theo thì mình sẽ tiếp tục lên. Lên cho khi nào hết tiền thì thôi. Thế cho đủ 6 cái 8 hợp kiếm thì nó mới vừa lòng mình. Vì đây là ý tưởng của anh em mà. Mà một khi anh em nào có ý tưởng gì hay thì mình sẽ làm bằng được. À blue blue. Thằng này mình thấy thằng kia nó ăn blue cho nên mình phải di chuyển ra nhanh. Để mà két của nó. Rồi nha, mày chuẩn bị mất blue rồi nha. Khoe thông thạo đi. À, ăn cóc đây. Có qua thì phải có lại đúng không anh em? Cướp của tôi thì phải được cướp lại. Chơi quả khá đau đấy. Lướt rất là mượt luôn anh em. Anh em muốn lướt mượt như này thì cũng phải trải qua được cái quá trình luyện tập. Thực ra là mình đéo luyện tập gì cả mà mình ấn tầm bậy. Ấn tầm bậy thôi mà nó cũng lướt nhanh phê. Chạy đâu à? Giết nó tội quá anh em. Giết nhiều nó bị. Đừng bảo là mày cướp red nha. Rồi sao nó cướp red của tôi rồi.
Ây da, sao mà cướp được. Tôi mẹ đánh hơi thấy phát một. Rừng của tôi mà dám cướp à? Lâm tặc à? Lâm tặc gặp ngay Kiểm Lâm ở đây rồi. May 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 này. Nó đi đi ở đâu hết rồi anh em. Cứ thế mà dã mặt thôi. Một thằng. Trời ơi, double kill dễ dàng. 13-0 rồi. Tiếp tục nào. Ôi chạy được gì bây giờ? À vẫn biết. Trời ơi. Ôi tôi lại lướt qua về cả. Hay chưa? Thực ra đéo hiểu sao mình lướt qua được đấy luôn ấy. Nhiều khi mẹ, nhiều pha nó rất là ảo luôn anh em. Chúng ta về vào nhà và sẽ lên thêm được cái tăng bậc kiếm nữa rồi. Mình sẽ ăn nốt con blue này. Thằng kia lên nó ăn đấy. Làm két blue của tôi à? Không cho ông ăn cái gì cả. Được ta farm hết của nó luôn. Chơi kiểu trẻ trâu luôn. Fura xuống đây à? À đừng lên rình, đừng lên rình. Ai à? Chặn à? Chặn làm gì? Kêu còn KS nữa. Cái tổ KS này. Tức biến qua đây à? Để cho ông chết đi. Không chết đâu, bắn tiếp cả. Cái ông virus này thật két không thể nào bỏ được. Nên mình sẽ chôn chôn ông ấy một chút thôi. Anh em đừng có bảo thì chết cũng cứu. Rồi đến lúc chúng ta phải bán cái thuốc này đi. Mua cái bùa gỗ đi. Bùa gỗ mình nghĩ là nó sẽ tăng được nhiều máu hơn. Talon farm rất là kém luôn. Ta không biết đi đường nào cả. Chả biết ông Talon ông đi đâu. Mid cũng đi, top cũng đi, bot cũng đi. Thì tứ lung tung luôn. Farm một thời gian khoảng 60 lính nha anh em. Anh em nào muốn cách hướng dẫn farm hơn thời gian thì quay trở lại xem từ đầu. Vì mình cứ farm thôi. Đéo hiểu sao mà nó nhiều lính như thế này. Farm từ đầu đến cuối. Farm rất là thích đánh nhau đánh. Nó cứ chui vào mặt mình đánh ấy. Gì anh à? Lướt phê chưa? Lướt chưa bay ấy mà. Chắc là anh em nào chơi nhiều ra xua thì cũng đã biết được cái pha lướt như này. Phê phê ấy. Đứng tay lắm. Như này mà mình mà trong cái tình huống của tép địch chóng hết con mẹ nó mặt luôn ấy. Em biết từ nào một lần. Nào. Nó đang dình hết lên đây rồi. Không dính ai cả. À. Solo với tôi à? Tôi có phải tam hợp kiếm nữa nha. Ông chỉ có món. Món gì ấy? Ông kia lên ít đồ hơn mình mà. Cái tam hợp kiếm này nó cộng dồn cái hồi chiêu. Nó phê. Ây da, ây da. Tiếp tục phạt. Ôi ôi. Anh em cứ ấn E tầm bậy đi nhá. Tôi thấy nhiều lính thì anh em cứ ấn E tầm bậy đi. Nó chỉ vào những lính mà tiếp theo ấy. Bụt. 16-0 rồi.
giờ mới để ý. Mười bảy không, đông quá anh em ơi. À, quá nhiều chiêu thức rồi. À, mình chỉ điều kéo được cái thằng ở Blitz thôi. Hết cái bánh kẹo rồi, bán nốt luôn cái kiếm đi, luôn cái bù gỗ bá đạo rồi. Ủa, Talon đâm có vẻ đau ấy nhở, lại chết thế kia. Ui, có 100 máu bé tí thôi mà ông ấy vẫn là bắn được, rất ghê, ghê lắm đấy anh em. Người 26, anh ta farm 174 lính, còn lại 147 máu. Nó ở lại câu kéo. Oh, yeah. Câu kéo làm gì? Ây da, này nó hơi mệt một chút. À, bị chiếc chiêu đôi luôn à. Đau đầu vỡ lơ luôn. Mà vẫn cố gắng đánh cho nó xong cái trận này đó. Quá. Chúng mày làm gì bạn tao vậy? Chúng mày làm gì bạn tao? Đây đứa bạn tao mà. Thằng này nữa. Chém bạn tao à? Cái biết gì nào rồi anh em? Con này nó cổ chuối vãi. À, chúng mày lại tính hội đồng à? Không chơi đâu. Không chơi bọn sao đen chúng mày đâu. Hội đồng ghê lắm. Ok. Bọn này nó hội đồng phát là mình nó bốc đít, thằng này bốc đít phát là cái thằng Yasuo nó ulti phát là chết luôn. Đùa được. Tâm lặng, tâm lặng thì giúp mày sống thêm được 1-2 giây nữa mà thôi. À, mình chết một mạng rồi, tiếc vãi. Có anh em nào có ý tưởng gì hay thì hãy comment phía dưới cho mình biết nha anh em. Có thể làm cho anh em xem. Cũng như là chưa đăng ký thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình. Nào, chúng mày ra hết đây. Làm ba cái thằng Draven này. Hàng chiều có vẻ ghê đấy. Không làm được gì mình cả. Quá mạnh rồi. Sức mạnh khủng khiếp khi mà anh em lên được cái 6 cái đao hợp kiếm này. Tại thì mình mới lên được 4 cái thôi. Mình nghĩ là bây giờ mình lên thì cũng sẽ đủ thôi. Xong kéo được không? Để đỡ chuột này đi. Ông AD để ăn Tulu rồi. Quá. Hơi đau đầu một chút. Ây da, chạy mà ông kéo trúng được. Nhây vỡ lờ. Một thằng, chúng ta về. Hai thằng. Chúng kêu bắn kìa, bắn đéo gì mà ghê vậy. À, trêu à. Muốn về rồi, tôi về đi mà. Này, à, muốn về rồi. À, hỏng rồi, hỏng rồi. Mua thêm mày nữa nào. Đấy, ngon lành đào liền. Quá khủng nha anh em. Yasuo thì mạng đang rất là cố gắng để có thể farm lại. Hiện tại thì mình đang farm hơn thời gian khoảng 80 lính. Chúng ta sẽ mua một cái bình thuốc nữa. Sau đó thì ra chiến tiếp thôi. Em sẽ kết thúc trận đấu này. Chứ không để lay game là khó chơi lắm. Đấy, anh xua nó lay game nó chém nó. Chết hết anh em ạ. Nó lên đồ theo kiểu sách giáo khoa ấy, cho nên mình chúng ta khó solo được nó. Và hút máu các cái cả bạo kích. Đây là tỷ lệ chính mạng anh em. Mình đi chả có tỷ lệ chính mạng nào cả. Chém tay thì thôi, không 100 chí mạng.
Thôi đến lúc chúng ta phải kết thúc trận đấu thôi. Mình tin là đây là chúng ta bắn chết được ông Draven kia. Nào. Xua cái mạng đâu rồi. À, Draven, Draven. Chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu. Chạy đâu mà con. Ui. À, đủ. Đang dình nó mà nó lại đang đi này, nó lại lách qua bên kia, xong lại lách về. Không hiểu luôn. Chạy đi đâu. Mày né đi đâu. Né đi đâu hả con. Mày. Nào nào nào. Mày ra hết đây. Mày đây. Mày này, mày này. Ôi. Ủa ơi. Đúng quá, đúng quá. Chuột lại, chuột lại. Ui giời. Mình nhiệt, mình sẽ thoát được. Thoát được, thoát được, thoát được. Ủa. Thương gió này. Rồi, thằng này xin, mày cứ dí đi. Mày dí thì mày sắc con mẹ mày định nha. Rồi xong. Mày chết với tao rồi. Mày chết với tao rồi. Đấy, tội hổ báo này. Không muốn đánh nó rồi mà nó cứ lao vào nó đánh mình. Lao. Dễ chúng ta AFK nha anh em. Trận đầu 4 đánh 5 nhá. Không phải là 5 đánh 5 đâu. Rồi chúng ta sẽ đẩy trụ cái đó. Mày này ăn gió đi. Đẩy trụ đi ông kia. Nhà linh xúc cấp này đẩy nhanh. Blitz kìa. Tôi không muốn đụng một người ông đâu. Mày láo này. Có vẻ như là trận đấu chúng ta sắp kết thúc rồi. Sẽ bán nốt để lên đồ cái. Thì bán cái giày đi mua mà cũng đủ tiền. Nào, bán giòn đi. Thừa quá nhiều. Nào bán giòn, mẹ anh em đâu. Mình nghĩ là cái bùi đồ này thì chúng ta không thể nào bán, cân bao đâu một mình đâu. Lính tên bạn đã tái tạo rồi. Rồi xong rồi xong. Ra xua này được cân. Cân hết đấy. Đúng như dự đoán của mình rồi. Mình chém không lại nó. Mình xanh hơn nó rất là nhiều. À, trận đấu chúng ta khó rồi, khó rồi. Mong chờ vào AD của chúng ta đây. Bui đồ này xong một bánh bui đồ sẽ chấu pha được anh em. Mày hết nhà lính của nó đi. Mặt ngược con mẹ nó luôn kìa. Người bắn như tên nữa. Cho bắn ghê vậy. 3 chầm mấy tốc độ đánh luôn. Bắn luôn, bắn luôn. Để cho mày win luôn đi. Win được, win được. Bắn nó. Nhìn anh em nhìn bảo đoán đi. Trời ơi đâu bắn. Chú. Bắn gãy con mẹ ra tay của dòng ba rớt rồi trong này luôn. Vâng, vậy trận đấu chúng ta kết thúc rồi. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video sắp tới nhá. Đừng quên ấn like để kênh ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.